Xin chào các bác quay trở lại kênh Hà Thành Audio. Hôm nay bên em lại tiếp tục review và giới thiệu chi tiết tới quý các bác những cái cặp loa cổ đến từ rất nhiều thương hiệu khác nhau, như thương hiệu Pioneer, thương hiệu Mitsubishi, thương hiệu Daiton, thương hiệu Chio, thương hiệu Onkyo. Toàn là những cặp loa bát từ 30 cho đến bát 40, rất là hay để các bác sưu tầm cũng như là kê bày đấy, trang trí trong những cái ngày lễ ngày Tết thì rất là đẹp, mà chất âm nghe nhạc cũng rất là hay. Đầu tiên trước khi vào chương trình thì em xin một phút để em review với các bác một cặp loa khá là hay, chơi hát karaoke gia đình rất là hay, đến từ thương hiệu Pioneer. Hàng này là hàng Nhật bãi nội địa các bác nhé. Cặp này thì có model là CSV26. Đấy, CSV26. Sở hữu chiếc bát là 20cm. Đấy, gân là gân mút, màng giấy, nón giấy. Sở hữu hai tép. Đấy, hai tép, một tép chéo và một tép thẳng, và một cái vi chỉnh phía trước. Những cặp loa bãi về dòng hát này thì bên em này về nó rất là đẹp nhá, gọi là đẹp tinh luôn. Đấy, các bác thấy thùng quách đây là căng đét nhá, thùng quách căng đét nhá. Em xin quay cái hộp sau. Đây, hộp sau của cặp loa. Đấy, cái này là vẫn nguyên bụi nhá. Cặp loa CSV26 có công suất max là 280W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, made in Japan, hàng Nhật nội địa bãi nhé. Cặp này của nó cũng trùng series các bác nhé, 04150. Đấy, cặp này trùng series luôn. Tuyến loa các bác phải thấy zin cũng như là căng đét luôn nhé, sạch tinh. Đây là cặp bê căng, em nó tháo ra đây. Đây, thương hiệu Pioneer này. Đấy, một cái chỉ đồng nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, nhựa này, bóng loáng các bác, piano nhé. Vải vóc cũng như là khung chấu này, còn nguyên zin luôn, căng đét. Đây các bác thấy. Hai chiếc ngay ngắn đấy nhé, hai chiếc cực kỳ ngay ngắn luôn. Đấy các bác xem, căng đét luôn. Rất là đẹp luôn. Cặp này thì phù hợp với những cái bộ dàn của nhà các bác, và đang âm ly công suất cũng khá khá một chút, trên 200W và hai kênh. Các bác có thể ghép cặp này và một cái cặp loa hiện tại hiện trạng đang nghe nhạc, thì các bác có thể ghép hát hò gia đình thì tiếng rất là sáng nhé, bay và mềm, lực cũng khá là tốt, 280W một quả. Đấy, rất là dễ đánh luôn. Nhà em thường ghép âm ly Sansui 6.7X hoặc 6.7X để cát, đánh tiếng ra là rất tốt rồi. Đấy, thì các bác có thể ghép thêm một con vang, một con mic nữa là các bác hát gia đình, phù hợp với những cái phòng khách nhà mình, tư gia nhà mình, khoảng tầm từ 20m đến 35m, 40m quay đầu nhé. Chất âm cực kỳ tốt luôn. Cặp Pioneer CSV26 mở hàng em xin báo giá luôn quý các bác, là với giá là 5.700.000 đồng nhé. 5.700.000 đồng cho cặp Pioneer có model là CSV26 của Pioneer, dòng loa chuyên để cho hát karaoke gia đình. Đấy, các bác về có thể là kê ngang hoặc là kê thẳng, tùy cái góc nhà mình kê cho nó hợp lý nhé. Ok các bác, em xin đi vào chương trình chính trong ngày hôm nay. Những cặp loa cổ đáng chơi cũng như là đáng sưu tầm, chất âm thì thực sự là rất là hay. Em xin đi sang cái cặp đầu tiên. Cặp đầu tiên này thì đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đấy, một cái thương hiệu cổ mà sau này là nó sản xuất ra những cái dòng loa như là Daiton. Đấy, cặp này thì các cặp loa hôm nay em giới thiệu các bác là đều là những cặp loa bát từ 30 đến 40, và hoàn toàn là dòng loa cổ được thiết kế dạng gỗ lạng hết nhá, thùng gỗ lạng rất là đẹp. Đấy, các bác kê bày phòng khách mà nhà nhiều gỗ thì thực sự tuyệt vời luôn. Cặp đầu tiên này là nó có model, cặp này nó có model là Mitsubishi Daiton. Đấy, DS. Công suất là 100W, trở kháng là 8 ohm. Giải tần đánh từ 30Hz đến 25.000Hz. Đấy, đằng sau thiết kế hai vi chỉnh nhé. Đấy, các bác có thể thấy cái nhôm của nó nhé, vẫn còn trắng phao luôn nhé. Gọi là thùng hậu căng đét luôn. Thùng hậu căng đét luôn. Đấy, cái này thì bên em không có hề spa hay tút tát gì. Các bác có thể thấy thùng cạnh gỗ lạng căng đét nhé, sạch tinh luôn. Đây là cặp bê căng, bên em đã tháo ra để review cho các bác dễ quan sát. Căng khung gỗ nhé. Đấy, lưới vải bố.
thương hiệu Mitsubishi Dayton. Đấy, dòng cổ. Đây các bác thấy này. Đấy, khung của nó là dạng khung gỗ tự nhiên nhá. Cắt xi nhá, rất là chắc chắn và đẹp. Chấu cạnh là dạng làm là dạng dán nhá. Đây chiếc bên này các bác thấy này. Chưa hề có một chút sơn hay là rách gì ở cặp bên căng nhá. Đây, các bác thấy. Vải bố hai lớp rất là dày dặn và đẹp. Những cái cặp loa cổ này thì những cái e căng của nó mà đang đẹp thì là rất đáng là trân trọng. Các bác kê bày nó đẹp nhất, phô nhất là cái cặp e căng và cái vỏ thùng gỗ. Nên bọn em cố gắng tuyển chọn những cái vỏ thùng nó đang còn zin. Đấy, màu tươi và e căng thì nó chưa bị rách sờn gì để các bác về kê bày cũng như là chơi nó phải hay. Cặp này thì các bác nhìn trực quan các bác có thể thấy rằng nó rất là đẹp nhé. Nó rất là đẹp. Đấy. Tất cả cái nhôm này của nó vẫn còn trắng phao nhé. Đấy. Cái da nó vẫn còn có độ mịn này. Đấy, cái da mặt trước của nó này. Loa sử dụng chiếc bát là 31cm. Mang giấy, nón giấy, nó này dạng nón nhăn nhăn giống dòng loa Mỹ nhé. Đấy, có hai dâu này. Gân là gân vải. Đấy, gân vải. Các bác nhìn xa có thể gân mút nhưng không phải nhé. Gân là gân vải zin luôn. Loa thiết kế thùng kín. Tất cả các khung gông là làm rất là gấu, củ từ thì cũng rất là nặng nhé. Trung đom, tép đom và một chiếc tép cao. Đấy, tép này là tép dạng giống dạng bo rắc nhé. Tép mặt kim loại này. Nó khi nào đến cái giải cao nhất, giải keng thì nó đánh nhé. Đấy. Tuyến loa các bác sẽ thấy nó đang đẹp tinh luôn nhé. Cặp loa này thì thùng chiều cao thùng là 58. Đấy, chiều rộng 38 và chiều sâu là 31. Ok các bác, cặp loa bát 30 trong cái dòng loa cổ đầu tiên này em xin review giới thiệu với các bác và báo giá luôn. Với cặp loa Mitsubishi Dayton DS. Đấy, model là DS301. Đấy, DS301 thì số bà Thành xin báo giá các bác là 7.500.000 đồng nhé. 7.500.000 đồng cho cặp Dayton. Cái model là DS301. Đấy. Rất là đẹp luôn. Ok các bác, em xin đi sang cái cặp loa thứ hai đến từ thương hiệu Onkyo. Cặp này thì có model là E63MK2. Đấy, gọi là dòng plus hết số của dòng E63. E63 trơn thì nó khác một chút nhé. Con này là E63AMK2. Cặp này sử dụng với chiếc bát là 31cm. Mang giấy, nón giấy và có một cái lỗ thông hơi phía trước để thoát hơi vì loa thùng kín. Gân là gân vải, đấy gân vải tẩm dầu. Đấy, nhưng mà rất nhiều năm nó vẫn còn cái độ mềm nhũn của nó nhé. Độ mềm của nó nhé. Đấy, các bác thể gõ đã thấy ra tiếng bát nhé. Bát 31, một chiếc trung đo 15cm và một chiếc tép đom là 12cm. Mặt trước loa thiết kế với hai vi chỉnh. Ở trên là cho giải tép và dưới là cho giải chung, nghĩa là giải min. Đấy, các bác về thì chơi nha. Chơi nhạc thì có thể là các bác tùy chỉnh theo ý của mình nhé. Tuyến loa các bác thì thấy này, nguyên mộc gỗ luôn. Đấy, các cái thùng này ngày xưa thì người ta cũng gọi là sơn si vang đi. Đấy, nên nó không bóng như các cái dòng loa đời mới bây giờ là người ta sơn PU nhá. Nhưng mà cái chất gỗ nó rất là mộc luôn. Thùng quách rất là dày, nặng. Đây, chỉ nẹp hai lớp nhé. Đây là cặp e căng thì bên em cũng đã tháo ra. E căng cũng dạng vải bố giống AR. Đây, e căng khung chấu nhựa, cũng là dòng dán. Và có một sở hữu một cái tem nhôm đúc ở phía dưới rất là to và dày dặn. Này, Onkyo. Đây, thùng loa vân gỗ thì rất là đẹp rồi. Đấy, dạng này thùng này là mặt cây đi cây thôi nhá, mặt sau đó cũng là dạng lạng nhé. Đấy, nhưng mà nó để mộc này chứ nó không sơn bóng nhé. Đấy. Loa Onkyo model là E63MK2, có công suất đầu vào là 60W, trở kháng là 8 ohm, made in Japan. Đấy, cầu sau thì nếu các bác chơi một âm ly thì các bác chơi ở đường full ganzer này nhá. Còn các bác mà có âm ly, hai âm ly hoặc là đánh mirai thì các bác có thể là đấu những cái cọc tép min và bát riêng nhé. Đấy. Hậu nó căng đét luôn. Dòng này thì nó không có gì để bể nở hết các bác nhé. Nó là gỗ lạng mặt trước mặt sau mặt cây đi cây rồi.
Cặp loa sở hữu chiều cao là 68, chiều rộng là 40 và chiều sâu của loa là 33 cm, rất là to nặng và dày. Một chiếc này nó khoảng tầm 25 cân các bác nhé, 25-26 cân. Phân tần của dòng này thì cực kỳ khủng khiếp này. Nó làm hai mảng phân tần riêng cho cái giải trầm và giải trên nhé. Đấy, nó làm cực kỳ là gấu luôn. Các bác nào mà đã chơi rồi đã mở cái cặp loa này ra, các bác biết cái phân tần nó làm cực kỳ vĩ đại luôn. Ok các bác, với cặp loa E63MK2 shop Hà Thành Audio xin báo giá luôn với các bác là 7.200.000 đồng nhé. Giá cực kỳ tốt luôn, trong ngày Tết luôn. Ngày thường những cặp này có thể bọn em bán 7.500.000, 8 triệu. Ngày nay là bán cho các bác là 7.200.000 nhé, để các bác sưu tầm về kê bày như là chơi Tết. Tiếp sang em xin review với các bác một cặp loa đến từ thương hiệu Dayton. Cặp này cũng là dòng loa cổ. Đấy, sở hữu bát của nó được thiết kế là củ từ Anico, trung tép. Đấy, bát 32 cm, màng giấy non giấy, gân là gân mút. Gân mút này ải thì bên em đã thay. Đấy, tất cả hệ khung gông của nó là nhung đúc hết nhé. Đấy, các bạn thấy tuyến loa cực kỳ đều luôn nhé. Thùng của loa cũng là được thiết kế dạng vỏ gỗ lạng nhé. Vỏ gỗ lạng, đấy, rất là căng và đẹp. Góc cạnh căng đét luôn. Đấy, chung của nó là chung giấy, nón giấy. Đấy, chung giấy này 14 cm và một chiếc tép đo. Mặt trước thì được thiết kế với hai vi chỉnh. Dòng loa cổ nên cũng được thiết kế là dạng loa thùng kín nhé. Loa thùng kín. Đây là cặp cái căng mới đem tháo ra để quay kỹ cho các bác. Căng là vải zin. Đấy, khung chấu thì bằng gỗ. Đấy, các cái chấu của nó là bằng nhựa. Đó, rất là đẹp. Đây, tem nhôm thôi nhé. Tem nhôm là bản rất là to, dày dặn, đai tơn. Đây, phía hậu sau của cặp loa, các bác có thể thấy nó đang khá là cứng cáp nhé. Dayton DS38B, giải tần đánh từ 30Hz đến 20.000Hz, trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W. Đấy, ở đây thì nó có in nổi đây nhé, in nổi nhé, là made in Japan này. Cái made in Japan in nổi luôn ở cái khung của nó. Cặp loa này thì có chiều cao là 67, chiều rộng 38 và chiều sâu 31 cm. Với cặp loa Dayton của model là DS38B thì shop Hà Thành Audio xin báo giá các bác là 6 triệu đồng nhé. Giá cực kỳ hợp lý luôn. 6 triệu đồng cho một cặp loa bass 32. Đấy, các bác có thể là nghe nhạc vàng rất là hay. Nghe nhạc hay và các bác có thể là lắp vào để hát karaoke gia đình nhà nhạc này nhé. Cặp này thì cái công suất của nó cũng về cái chịu lực của nó cũng khá là tốt. Ok các bác, cặp Dayton DS38B với giá 6 triệu đồng. Tiếp theo là em xin quay sang cái cặp loa đến từ thương hiệu Chio. Đấy, và cái cặp bên này cũng là thương hiệu Chio nhé. Hai cặp gần nhau luôn, cũng là loa cổ. Cặp loa Chio này thì có model là Chio LS303. Đấy, phía trước thì được thiết kế hai cái vi chỉnh cho bên giải tép bên phải và giải min bên trái. Đấy, Acoustic Level Control. Đấy, có nghĩa là cái này là mình chỉnh. Đấy, vi chỉnh của nó ghi luôn rõ ràng. Sở hữu bát là 32 cm, màng giấy, nón giấy, gân là gân dạng gân mút. Đấy, gân mút da lươn, đan vàng ươm nhé. Cái sóng này nó làm giống dạng JBL. Đấy, dòng này thì nó có cái chất âm cũng tựa JBL các bác nhé. Các bác nào mà chơi Chio LS202 đã biết là chất âm nó rất là khá rồi. Cặp này thì cặp đàn anh của Chio LS202. Sở hữu chung giấy 14 cm và một chiếc tép giấy là 12 cm. Tuyến loa các bác có thể thấy nó đang sạch tinh luôn nhé. Khung gông tuyến loa sạch tinh nhé. Tất cả hệ khung gông của nó nhung đúc hết. Đấy, cặp này thì nó thiết kế hai lỗ thông hơi nên cái lực bát của nó rất là tốt. Giải chung giải tép thì đánh rất là sáng, như chung thì là mịn, lời mịn và rõ ràng. Nó cũng có hơi hướng tiếng cũng như là các cái cặp JBL bát 30 các bác nhé. Mà giá thành của loa Nhật. Cặp loa này thì có chiều cao là 66, chiều rộng 38 và chiều sâu là 32. Đấy, chiều sâu là 32. Thùng quách thì gỗ lạng hết nhé, gỗ lạng toàn tập luôn. Đây các bác xem, hậu thùng căng đét nhé.
Loa Chio model LS303 có công suất là 90W, trở kháng là 8 ohm. Đấy, MIDI Japan sản xuất tại công ty Chio Kenwood Comedy. Input là cái đường này, cái chạm loa nhé, các bác sẽ đấu ở đây. Đấy, hậu thùng đang căng đét này nhé. Cặp này bình thường giá ngày thường thì bọn em bán khoảng tầm 10 triệu, 10 triệu rưỡi các bác nhé. Hôm nay ngày Tết em báo giá luôn để các bác về chơi cũng như là sưu tầm. Giá của em sale còn 9 triệu nhé, 9 triệu đồng. Cặp loa Chio LS303. Chất âm của nó thì thực sự rất là hay. Các bác mà những cái đôi loa tầm tiền 9 triệu thì em khẳng định với cái quan điểm cá nhân là không đôi nào vượt qua được đôi này nhé. Nếu nghe nhạc vàng hay nhạc trữ tình nhé. Đây là cặp e-cam-zin của loa, em đã tháo đây. Căng thì nó có màu hơi nâu nâu, có kim tuyến và có một cái chỉ nẹp inox này nhá. Đây, thương hiệu Chio này. Đấy, căng nó vẫn còn độ lấp lánh nhé. Căng bằng gỗ chấu nhựa, làm rất là dày dặn. Này, sạch tinh, chưa hề có bị sờn rách gì. Ok các bác, cặp loa Chio LS303, BAT32 Hà Thành Audio xin báo giá là 9 triệu đồng. Và cặp kế bên cũng là đến từ thương hiệu Chio. Cặp này thì làm cũng rất là tử tế và cẩn thận, mặt cây đít cây. Đấy, mặt cây đít cây, mặt trước này cũng là dạng vân gỗ thông. Thùng quách làm rất là dày dặn nhé. Có cái màu vân gỗ hơi giống kiểu màu gõ đỏ nhé. Sử dụng ba loa bát 31cm, màng giấy, nón vải. Đây nón vải này. Gân là gân vải nhé, gân vải hai sóng nhé. Rất là mềm mại luôn, đấy cái bát rất mềm mại. Một chung giấy, đấy cũng là mũi vải, vẫn là một độ dính của nó nhé. Đây, tất cả gân của nó đều là gân vải tẩm dầu hết này. Tép cũng là tép tẩm dầu nhé, qua bao năm thì các bác sờ vẫn còn độ dính hết nhé. Đấy, chung 13cm và tép đom là đường kính lòng là 3cm. Mặt trước thì được thiết kế với hai cái vi chỉnh. Đấy, loa cũng là dạng loa thùng kín. Ở trên là vi chỉnh cho giải tép và dưới là vi chỉnh cho giải min. Tiếng loa các bác thấy nó là căng đét luôn nhé. Đấy, đây là cặp e-căng. E-căng thì nó được thiết kế dạng màu trắng sữa nhé. Đây, tem Chio này, tem Chio nhôm đúc này. Đấy, cũng là biểu tượng chiếc lá nhé. Biểu tượng chiếc lá nhé. Đấy, về tuyến loa các bác thì thấy này, gỗ của nó đang sạch tinh luôn nhé, căng đét luôn. Và để tìm những cái đôi loa cổ 40 năm mà đẹp này cũng thực sự là hiếm các bác nhé. Cặp này thì chơi nhạc vàng tiếng quá mềm, gọi là mềm nhũn luôn. Đấy, đây các bác thấy thùng quách này, thùng quách làm cực kỳ dày dặn luôn, đang căng đét luôn. Đấy, đít của nó cũng là đít dạng vân gỗ nhé, mặt cây đi cây luôn, như gỗ thông của AR luôn. Loa Chio LS400 maximum là 60W, trở kháng là 8 ohm. Đấy, trở kháng là 8 ohm. Đây là hai chạm loa nhé. sản xuất tại công ty Chio Kenwood. Đây các bác thể thấy này, gỗ của nó dạng là gỗ ép tự nhiên nhé, không phải gỗ mùn cưa nhé. Đấy, gỗ tự nhiên nó là làm gỗ như thùng AR luôn. Đấy, hai chiếc này vân đẹp chưa, căng đét luôn. Cặp loa này thì có chiều cao là 66, chiều rộng là 39 và chiều sâu là 35cm. Với cặp loa đang còn ngay ngắn, có model là LS400 đến từ hãng Chio Kenwood thì shop Hà Thành Audio xin báo giá với quý các bác là 7 triệu 500 nghìn đồng nhé. 7 triệu 500 nghìn đồng cho cặp loa, thực sự rất là đẹp, chất âm thì cũng đẹp. Đấy, chất âm rất là đẹp. Ok các bác, em sẽ xin đi sang hai cái cặp loa cuối cùng. Hai cặp loa cuối cùng này, một cặp loa bên tay phải là đến từ thương hiệu Pioneer và một cặp loa bên tay trái thì cũng đến từ thương hiệu Mitsubishi. Toàn những cái cặp loa cũng như cặp 31C MK2 của Dayton thì cũng khá là hiếm các bác nhá. Có khi một năm bọn em chỉ chạm được 1-2 đôi, có khi là cả nước cũng chỉ có 1-2 đôi. Rất đáng để các bác sưu tầm cũng như là kê bày, cũng như là chơi, chất âm rất là hay. Đầu tiên là em xin giới thiệu các bác cặp Pioneer có model là CS99. Cặp này hay được gọi, anh em gọi là CS99 trơn. Đấy, sở hữu bát là 40cm. Bát 40cm, mang giấy, nón giấy có lỗ thông hơi và gân cũng là gân giấy nhá, gân giấy xếp nhá. Bát 40cm. Tất cả củ từ nó dùng củ từ Andico hết nhá.
sử hữu chung giấy khoảng 16 cm, một chung còi đấy và ba tép, trong đấy một tép chung và hai tép cao đấy, hai tép cao ở dưới, có nghĩa là loa là 6 loa nhưng mà 5 đường tiếng nhé, 6 loa 5 đường tiếng đấy, tuyến của nó thực sự rất căng luôn nhé. Đấy, hàng bãi về thì bọn em mới dọn một bên, có nghĩa là bên này bọn em cũng mới dọn lại một số cái cạnh kia, bọn em dọn lại một chút nhé, cho nó ngay ngắn. Còn cái chiếc bên này thì cũng chưa thời gian làm nên là vẫn còn một chút cái xây xây này. Các bác nào mua hàng thì em sẽ chỉnh trang lại một chút những cái điểm nó hơi lỗi nhỏ như này nhé. Đấy, hàng bãi nó 50 năm, hơn 50 năm rồi cũng không tránh được. Vận chuyển về thì nó có thể là nó sẽ va chạm vào nhau. Loa Pioneer model là CS99. Đấy, mắc là 80W. Made in Japan, trở kháng là 8 ohm. Đấy, đây là hai cái vi chỉnh cho giải trung, giải trên, giải trung và giải min nhé. Giải min và giải tép. Đấy, các cọc loa này là được tây độ các anh nhé. Còn bác nào ở trong loa thì tây nó vẫn để cái cọc loa zin của nó. Các bác nào mua thì em thích để này để cắm bắp chuối được không thì em sẽ lắp lại cặp zin cho các bác chơi nhé. Còn cặp này của nó cũng là rất là tốt, làm rất là chắc chắn. Đấy, hậu loa của nó cũng là vũ lặng, làm rất chắc chắn. Đối với những cặp loa cổ này, những cái cặp e căng để kê bày nên là e căng nó phải là đẹp quá nhé. Thì cặp này của em e căng của nó thì không điểm chê luôn. Đấy, tất cả các nan chấu kẹp đồng đang còn zin đét nhé. Tem hai bên vẫn còn nhé, còn nguyên nhé. Này, tem đồng còn nguyên nhé. Căng của nó thiết kế vải hai lớp. Đấy, rất là dày dặn, gỗ rất là dày dặn nhé. Chứ bị chảy sờn hay là bị gãy cạnh nào hết. Ok các bác, với cặp loa CS99 trơn thì những cái cặp đẹp thì nó cũng giá nó cũng cao lắm, nhưng mà shop Hà Thành hôm nay báo giá luôn các bác, ngày Tết này 12.500.000 đồng nhá, cho cặp loa Pioneer CS99 trơn bát 40. Đấy, có cái căng rất là đẹp, các bác về kê bày rất là hoài cổ, kê bày với cối trầy thì thực sự là nó rất là đồng bộ và đẹp luôn, nhất là nhà mình mà nhiều đồ gỗ để kê bày thì tuyệt vời hơn nữa. Ok các bác, em xin đi sang cái cặp cuối cùng mà trong cái dòng loa cổ bát 30 và 40 trong ngày hôm nay, là một cặp loa đến từ thương hiệu Mitsubishi, tiền thân của dòng Dayton sau này. Đấy, con này sử dụng bát là 31 cm, mang giấy nón giấy, gân là gân vải zin nhé. Đây, gân vải zin các bác thấy vẫn đang mềm nhũn này nhé. Tuyến loa thì đang đều tăm tắp luôn nhé. Đấy, các bác nhìn thấy nó đang sạch cóng luôn. Sử hữu chung của nó là 320 cm, mang giấy đấy, gân vải ngược đấy, chung rất là to, chung 20 cm luôn đấy, đúng một gang của anh nhé. Và hai chiếc chung giấy và một chiếc tép cao đấy. Con này có thể gọi là chung cao các bác nhé, hoặc là tép cũng được, có thể gọi là chung cao hoặc là tép đấy. Còn con này là cái nó sẽ đánh cái giải tần cao nhất, con mặt nhôm này đấy. Loa Dayton DS31C MK2 có một cái vi chỉnh phía trước đấy, để các bác tinh chỉnh ăn chơi. Về tuyến loa thì là đẹp căng các bác nhá, thùng gỗ lạng toàn tập luôn đấy, mặt trước mặt sau, thùng quách đồng căng đét nhé. Cặp này em nhớ không nhầm là có một shop ở trong miền Nam cũng bán cách đây mấy tháng, mỗi một năm nó chỉ có 1-2 cặp thôi, đâu 15-16 triệu gì đấy. Đấy, là shop em thì vẫn với cái tiêu chí là mình nhập được rẻ thì bán cho các bác rẻ. Nên là trong ngày hôm nay em, trong ngày Tết em sẽ báo cho các bác một mức giá là cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, thùng hậu đồng căng đét luôn. Dayton DS31C MK2, giải tần 30 hạt đến 25.000 hạt, công suất đầu vào là 40W, trở kháng là 4 ohm. Đấy, sản xuất tại công ty Mitsubishi. Đây là cặp căng zin của loa. Đây, căng zin của nó làm dạng vải hai lớp nhé, có thương hiệu Mitsubishi này, Mitsubishi Dayton. Lưới đang căng đét nhé, chưa hề có bị sờn rách gì. Hai chiếc ngay ngắn như một luôn. Ok các bác, với cái cặp loa Mitsubishi Dayton 31C MK2 thì shop Hà Thành Audio xin báo giá luôn với quý các bác là 10.900.000 đồng nhé. Đấy, rẻ thị trường khoảng tầm 4 triệu 3-4 triệu, 10.900.000 đồng. Đấy, cặp loa góc cạnh này như là vân gỗ đang đẹp tinh luôn nhé.
rất căng luôn. Em xin bổ sung luôn là cặp loa này có chiều cao là 80, chiều rộng 50 và chiều sâu là 35. Đấy, các bác về kê bày mà làm thêm một cái đôn lên khoảng tầm 20-25cm nữa thì thực sự là nó rất hoành tráng nhá. Thậm chí hoành tráng những cái cặp loa tai noi hoặc là những cái cặp loa Aptec nhá. Đấy, con này nó về cái thùng quách của nó làm cũng rất là cứng cáp cũng như là to cao. Đấy, ok các bác, 10.900.000 đồng cho cặp loa Dayton 31C MK2, một cặp loa cổ rất là hay. Như vậy là em cũng vừa review và giới thiệu cho đến quý các bác 9 cái cặp loa đến từ các cái thương hiệu khác nhau, toàn là những cặp loa cổ đáng chơi và sưu tầm. Các bác nào mà quan tâm tới những cái sản phẩm Hà Thành Audio vừa review vừa giới thiệu thì xin liên hệ cho Hà Thành Audio theo số điện thoại 0388596666, địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Yên 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác vào những video tới.